chơi thôi. Vậy là ngã cái anh kia tưởng giờ xe. Hình như đường này chứ, đường này vào Bắc Kinh nhỉ? Đường nào nhỉ? À. Hy vọng này để hỏi bên VNPT xem. Này, trận mốc. Không, chỗ này là của bên này là của bên khu nội trú bác. Bên này của khu nội trú liên quan gì bên này đâu? Không không không, đường này. Không 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 không. Chỗ đấy là của cái khu nội trú. Rồi trái. Rồi trái đường này. Rồi trái. Trái, đường này. Lát nữa bác mở cho cái cửa đi sang bên đây này. Đây bác mở cửa này được, hoặc là cửa kia được mà. Đây cái bốt này. Bên này này. Không có sơ đồ đấy. Em sao không nhớ? Không nhớ thì sao bác nhớ được? Đây, các thủ đây hả? Đây tắt hết rồi này. Để các cái dây. Đặt cho bác sĩ. Đấy. Xong sáng chưa? Sáng rồi. Xong ngoài cái sáng chưa? Sáng rồi. Sáng rồi có cái sáng cửa kìa. Có chưa? Không, đấy là vệ sinh. Không, để xem cái. Xem bên kia sáng chưa? Chứ gì chỗ này sáng. Đây là sáng ở đây. Chỗ là sáng anh tin. Phức tạp quá. Bắt đúng tủ rồi. Hả? Đâu bên đây là của nó chứ. Của khu khám mà. Về đây này. Nhờ bác nha, cảm ơn bác nha. Dạ. Đây sang quát rồi này. Dạ. Đấy. Không, bên này là của khu khám tôi có từ lâu rồi chứ. Bác vào ông cha không? Vậy hả? Rồi, nha.
Hỏng hết lắm, chạy khắp nơi.